cháo có bộ các mế, cháo cái một máng ớt long quê long mướng, mới có bộ các mế cái một máng điếu ngò chi chín truyền hình thiểu mướng của đài phát thanh của truyền hình tỉnh Hòa Bình, phát lên kênh VTV Đồng, đài truyền hình Việt Nam. Thưa các bộ các mế, thưa cái một máng, tán nằm giáp hơ, đớ lá nô thôn mới Kiều Mâu, tỉnh Hòa Bình chắc đỉnh, lớp hết, vài lá tán khu dân cư nô thôn mới Kiều Mâu, Quấn Mâu, cống lá chả cả hiệu quả, chưa chính môi cha mới tràn phẩm. Bớ phòng cháu, đứa nhà cái lá hay, chẳng táo hiếu quà, đà lá đen, cái luống trò đối mười tích cực, toán chiến cho cái phát triển kinh tế ở quần mướng. Nối đông ní, ăn kinh nhấn, lòng phấn đấu, chỉ chính ngay hôm nay. Năm hàng ý khúc là mới bùn, chòm hồ môi trang ngóc lương huyện Y Thủy ăn lưa chuẩn lá mô hình chòm kiều mâu. Mặc dù con đứa khó khăn, thì má một miếng ơn ý đã khởm chắc đỉnh quyết lá chòm kiều mâu, chỉnh lá cú thế hòa nối rung, lòng lá nông thôn mười, lá đề ản tại cơ cấu nông nghiệp, cũng góp phấn điếu với trang ngóc lương quy đích nông thôn mười vào năm hàng nghìn khục làm mới năm như lũ chính đầy tha. Hướng ứng phong trào lá khu dân cư kiều mâu, chòm hồ môi đã vần đùa một miếng tròn tán trộn cầu lũng mười có giá trị cao bao chán chuất. Giá trị thu nhập của chòm can ní ăn lên mỗi năm lấu đúng mỗi hecta mỗi năm. Tham gia cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, Quấn Mâu, tỉnh Hòa Bình năm 2020, chỏm hồ môi đã ản trái A. Trước mắt là đã trước mặt ít đã ản rồi, nhưng cái này là từ nó tới mọi sự cùng phát triển lên. Nị là một trong tất sinh nhập mà ta tôi đang cố gắng tới giao cho tăng ngay, tăng cấp, đỡ mà tư xuyên bỏ lại, cũng phát triển đỡ mà hiểm dự. Khi đã là ản rồi, thích hại là cái lúc để cho tăng khí tham quan, tiếp tục khác cũng tự học hỏi. Giai đoạn 2018-2020, tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu đến năm 2020 thay lòng tỉnh tán tra quy định nông thôn mới có bờ môi đến hai khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, cuốn quân Mâu ăn cùng nhận an chuẩn. Phần đầu chuẩn hóa ít nhất 20 đạp vật làm sản phẩm cá ní đang cỏ của tán quân mướng, tương đương là khoảng 110 sản phẩm ăn tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh. Khẩu hao năm của gắng lá, điểm may tỉnh Hòa Bình có 40 khẩu khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, mỗi lòng đàm mỗi quân Mâu, cuốn bay mỗi sản phẩm ản tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh, vượt hao mỗi sản phẩm cho việc kế hoạch đề ra. Lòng này, mỡ thảm sản phẩm ô cốp bồn trao, đàm ba sản phẩm ô cốp ba trao. Chỉ chính ô cốp đã trang lái tư duy mới cho tán chủ thế sản xuất, tán doanh nghiệp cùng hợp tác cha. Bớ sản xuất nhỏ lẻ, manh mùn, trang sản xuất quy mô, theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của thịt lưỡng. Đã đến vùng đất quê hương Yên Thủy thì ta tỉnh một lúc đông đất quê mượn Yên Thủy mình y đều mất ản lạc được rất là nhiều hàng năm phần nhiều là phụ thuộc vào lại buôn bớ Trung Quốc có tân năm ản mua thì vất giả cho nên khi mà thành lập hợp tác xã mình phương châm của ổn định lòng hợp tác xã là hảo tận dụng hết tăng cái lá trồng của quê mượn cùng nguyên liệu khăn cỏ đỡ mà lang thang sản phẩm thâu lạc nguyên chất an toàn. Rất mong rằng tân ngành tân cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối cho đơn vị phát triển khai thác ẩn hết nguồn tài nguyên của quê hương Yên Thủy, tài nguyên của địa phương quê hương Yên Thủy. Giai đoạn 2020-2020 đối tạo điều kiện lưới cho tán quần mướng triển khai là khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, Quấn Mâu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bố kinh phí đúng giúp đối là cảnh quan một lướng trang quảng đẹp ở tán khu dân cư Kiều Mâu, Quấn Mâu với thay kinh phí lên 20 thảm phải khảo tỷ đúng. Thấy lòng tính có 30 thảm cha quy định nông thôn mới, bán bột bùn phải hào bài phân làm thay chỗ cha. Lùng bính môi cha án mới đàm phái bà mối tiêu chỉ. Với cái quan tâm tạo điều kiện của nhà nước cũng thay quần mướng, một miếng thức chữ lưu thánh chủ thế là phó cháo thi đua với tán quyết lá thiết thức, hiệu quả. Qua công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức cái cuộc thi. Việc kiểm tra giám sát cùng tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, Cha Mâu thì tân tôi đánh giá là mọi mình y đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều khu dân cư cả ní ăn tổ chức xây dựng rất là quang sạch, ăn khà thì nó thông thoáng, ăn khà long trọ nó xinh sạch thốt. Ở phải cần thiết tận tội y đã tập trung nguồn lực đỡ đường giúp tăng chủ thế. Ngoài việc xây dựng tăng sản phẩm ô cốp, thì việc xúc tiến thương mại, tham gia tăng hội chợ thương mại, quảng cáo sản phẩm, y ăn tăng cơ quan chuyên môn, nhất là tăng sở ngành, văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh, tổ chức là nông thôn mới tỉnh, tổ chức thực hiện. Bộ thực tiên tổ chức cũng kết quả lá ản, phong trào thi đua là khu dân cư nông thôn mới Kiều Mâu, Quấn Mâu đã có khước lan tỏa đúng khắp lượng thầy tán lúng miến, lĩnh vực, đúng viên khước mảnh của thầy hệ thống chỉ trí, kể tham gia, hướng ứng tích cực của một miếng, có phấn lá nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.